Từ Dương chỉ cười nhẹ. Ta đối với Phượng Hoàng nhất tộc truyền thừa lực cũng khát vọng, nhưng so sánh ra, nếu như quyền lựa chọn này ở trong tay ta, ta cũng nhất định sẽ cùng tiền bối làm ra lựa chọn giống nhau. Long Khôn mới là người truyền thừa hoàn mỹ lực lượng Phượng Hoàng nhất mạch chân chính, mà ta cũng không phải. Bất quá xin tiền bối yên tâm, đã từng ta cùng Long Khôn chính là huynh đệ tay chân, đồng bọn sinh tử cùng cộng trên chiến trường, tương lai chúng ta cũng vẫn luôn là như vậy, chỉ cần có chúng ta ở đây, Phượng hoàng nhất mạch truyền thừa lực sẽ vĩnh viễn truyền thừa xuống, hơn nữa phát dương quang đại." Lãnh tụ Phượng hoàng cười ha ha. "Có những người ngươi này, ta cũng có thể thật sự yên tâm, ở trước mặt ngươi chính là lực lượng vô thượng của Phượng hoàng nhất mạch ta Phượng hoàng lĩnh vực. Ngươi có thể sẽ rất kinh ngạc, lĩnh vực huyết mạch thần thánh chỉ có người chân chính có được trạng thái thức tỉnh huyết mạch thần thu mới có khả năng khống chế, nhưng trong lĩnh vực Phượng hoàng nhất mạch chúng ta cũng không phải như thế." đây cũng là một trong những bí mật quan trọng nhất mà phượng hoàng nhất tộc chúng ta chuyển thừa vô số năm bởi vì phượng hoàng lĩnh vực cũng không phải là dựa vào tiềm lực huyết mạch để bộc phát nó kích phát cần dẫn động pháp tác chi lực cường đại nhất giữa thiên địa khiến cho chư thiên vạn đạo cộng minh phát huy ra chúng sinh lực không gì sánh kịp khi nghe phượng hoàng lãnh tụ nói ra những lời này trong mắt từ dương tràn đầy giật mình thì ra là như thế, khó trách Phượng Hoàng nhất mạch cho tới bây giờ đều là cùng chúng sinh đại lục đứng chung một chỗ. Có lẽ điểm này từ lĩnh vực lực của các người có thể chứng minh. Phượng Hoàng lãnh tụ cười gật đầu. Cũng không riêng gì thế, Phượng Hoàng nhất mạch cho tới bây giờ đều là thân cận chúng sinh đại lục. Có lẽ trong bóng tối, đây cũng chính là số mệnh của Phượng Hoàng nhất tộc chúng ta. Nếu chúng sinh đại lục thật sự ngã xuống, như vậy Phượng Hoàng nhất tộc truyền thừa tự nhiên cũng đi đến điểm kết thúc. Hiện giờ, ta đem bí mật trọng yếu nhất của phượng hoàng nhất tộc truyền thừa cho ngươi tự nhiên cũng là muốn người truyền thừa sứ mệnh thủ hộ chúng sinh đại lục Mặc kệ sau này ngươi là trở thành thần hay là đi tới độ cao như thế nào vĩnh viễn cũng không nên vứt bỏ chúng sinh này nếu không phượng hoàng nhất mạch lĩnh vực đồ đằng sẽ dùng phương thức tự hủy cùng chư thiên vạn đạo đồng quy vô tận phượng hoàng lãnh tụ nói xong đột nhiên một chút mi tâm của mình đem phượng hoàng chi hồn vô cùng cường đại của mình dung nhập vào trong cử thiên chân hòa rực rỡ trước mặt mà sau khi đạo hỏa diễm kia đem hồn thể phượng hoàng lãnh tụ hoàn toàn cắn nuốt một màn phượng minh cửu thiên chân chính rốt cục cũng diễn ra cửu thiên phượng minh rung động cả bầu trời đồng dạng cũng đem tiếng cộng hưởng mạnh mẽ nhất của chư thiên vạn đạo này khác sâu trong linh hồn từ dương một màn này chỉ để kích phát tất cả tiềm năng trong cơ thể từ dương càng làm cho hắn đạt tới linh hồn cảnh giới thiên nhãn tâm cảnh tiến thêm một bước tăng lên từ dương bây giờ trải qua linh hồn lực của phượng minh cửu thiên gia trì cường độ linh hồn cùng linh hồn cảnh giới vớt cục đạt tới độ cao thần cấp chân chính đã không thua gì bất kỳ thần cấp cường giả nào có được linh hồn cảnh giới từ dương nhớ kỹ lời của ta trong cơ thể ngươi mặc dù không có huyết mạch phượng hoàng nhất tộc không cách nào chân chính thực hiện bất tử nết bàn nhưng phượng hoàng lĩnh vực của ngươi lại có thể làm cho ngươi trở thành tối cường giả không gì sánh kịp của toàn bộ đại lục tương lai vạn đạo thế gian này đều do ngươi khống chế cho dù là thần chân chính muốn hủy diệt đại lục này chỉ cần có sự tồn tại của ngươi và Phượng Hoàng lĩnh vực đồ đằng, chúng sinh liền có thể vĩnh viễn truyền thừa tiếp tục. Nhớ kỹ, đây cũng không phải là một phần truyền thừa ân tứ, mà là một sứ mệnh vĩnh viễn cũng không có khả năng chấm dứt. Từ dương không chút ra dự đáp một tiếng, một chút mi tâm của mình, hoàn toàn tiếp nhận đạo lạc ấn Phượng Minh Cửu Thiên này, đem đạo Phượng Hoàng đồ đằng vô cùng cường đại này, cùng sinh mệnh của mình rằng buộc cùng một chỗ, cùng linh hồn của mình rằng buộc cùng một chỗ. Tuy rằng không thể kế thừa huyết mạch lực của Phượng Hoàng nhất tộc, nhưng hồn chân chính của Phượng Hoàng nhất tộc lại lựa chọn từ dương một gốc ngô đồng thụ kinh diễm chúng sinh. Được rồi, hiện tại người đã hoàn thành truyền thừa sứ mệnh này, nhiệm vụ của ta cũng đã kết thúc. Nhớ kỹ, bí mật Phượng Hoàng nhất tộc ngoại trừ Long Khôn ra, tuyệt đối không nên nói cho bất luận kẻ nào, mà thế gian duy nhất có thể đánh nát Phượng Hoàng đồ đằng tuyệt diệt nhất mạch truyền thừa này, cũng chỉ có một mình Long Khôn, Phượng Hoàng chi hồn cùng Phượng Hoàng chi huyết, phụ thuộc lẫn nhau, thiếu một cái không thể thiếu tiền bối, ngài đây là... Từ dương rất nhanh ý thức được, Phượng Hoàng lãnh tụ trước mặt tựa hồ có chút không thích hợp, bởi vì hình thái linh hồn thuộc về hán đang từng chút một biến mất trong Phượng Minh Cửu thiên lĩnh vực phía trên đỉnh đầu từ dương. Huyết mạch đã lưu lại cho Long Khôn, linh hồn của ta lưu lại cho ngươi, chúng sinh này đã không cần ta nữa, nhớ kỹ lời ta nói hôm nay, tương lai của Phượng Hoàng nhất mạch, liền giao cho hai người các ngươi, vận mệnh thương sinh của đại lục, cũng cần ngươi để thay đổi và thủ hộ. Từ dương, phượng hoàng bất hủ truyền thừa bất diệt bất cục phượng hoàng lãnh tụ vào giờ khắc này hoàn toàn biến mất ý thức tự chủ thuộc về hắn cũng dung nhập vào trong chân hòa bất diệt này từ dương cũng ở một gốc cây này cùng phượng hoàng lĩnh vực kết hợp hoàn mỹ không biết từ dương thần cấp cường độ linh hồn sinh ra trong nháy mắt toàn bộ kinh vân cốc trên bầu trời chống rỗng ngưng tụ ra cửu sắc quang mang vô tận điểm lành toàn bộ bắc cường đều trong thời gian rất ngắn bị cỗ điểm lành này hoàn toàn bao phủ ngay sau đó đạo hào quang này tự hồ còn chưa có ý tứ biến mất tiếp tục hướng các phương hướng khác của đại lục không ngừng khuếch tán thật lâu chưa từng biến mất chính như bất tử phượng hoàng đã từng ngạo lập cửu thiên lần cuối cùng ở thế gian này nở rộ ra quang mang vô cùng rực rỡ mặc dù đây là hào quang cuối cùng của phượng hoàng lãnh tụ nhưng hắn hiểu được đây là sự khởi đầu của hy vọng mới thuộc về phượng hoàng nhất tộc ha 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 cũng vào giờ khác này mấy đạo chân lông hồn cường đại trên bầu trời bắc cương đồng thời bộc phát ra tiếng cười âm lãnh nhị ca, xem ra phán đoán của ngươi cũng không sai, Phượng Hoàng lãnh tụ kia, thật sự chỉ là nỏ mạnh hết đà, đã tới kết cục phải ngã xuống, Phượng Hoàng lãnh tụ chính là thiên kiêu đời ưu tú nhất trong vô số năm truyền thừa Phượng Hoàng nhất tộc. Hiện giờ hắn ngã xuống, tựa hồ cũng có nghĩa là Phượng Hoàng nhất mạch huy hoàng triệt để bị đoạn tuyệt, ám hậu ma long sắc mặt âm lãnh cười, mỗi khi nghĩ đến thân thể của mình bị tên từ dương kia chém diệt, trong lòng hắn tức giận liền không có mục tiêu. Nhưng lúc này đây, nhìn thấy lãnh tụ phượng hoàng nhất tộc dẫn đầu ngã xuống chỗ dựa cuối cùng thuộc về từ dương trận doanh rốt cục sụp đổ lúc này đây có lẽ thật sự đã không có bất kỳ năng lượng nào có thể cứu vớt bọn họ đối mặt với long tộc đáng sợ nhất trong thiên địa bọn họ có thể dựa vào cho tới bây giờ đều chỉ có lực lượng của mình thời gian không còn sớm nếu lão phượng hoàng kia đã chết chúng ta không cần có bất kỳ ban khoăn gì nữa kinh vân cốc trực tiếp cường công là được hư chỉ bằng mấy con trường trùng các ngươi cũng dám quấy dày phượng hoàng lão tổ chúng ta thanh tịnh nói ra lời này không phải là người khác rõ ràng chính là một đạo trấn thế chi âm thuyền ra từ trong kinh phân cấp chỉ dựa vào thanh âm nói chuyện của hắn là có thể phán đoán ra lúc này nội tình thực lực của long khôn sớm đã không còn là trình độ của tiểu tử lúc trước đi vào hiện giờ long khôn đã hoàn toàn vượt qua một đại cảnh giới đi tới độ kiếp đỉnh phong cảnh trở thành một trong những cường gia đình cấp nhất thế gian thanh âm của long khôn vang dội cỡ nào trong nháy mắt sóng bạo phát ra trên bầu trời bốn đạo cự long hồn cường đại đồng thời lộ ra biểu tình kinh ngạc nhào nhào đem lực chú ý tập trung ở trên bầu trời kinh vân cốc thanh âm long khôn chuyển đến phương hướng ha ha ta coi như là ai đây cuồng vọng như thế cư nhiên vẫn là phế vật lúc trước bị nhị ca ta đánh hộc máu kia trong ánh mắt mà long ám kiều nhìn về phía long khôn tràn ngập khinh thường nhưng hắn rất nhanh phát hiện khí chất trên người long khôn so với lúc trước có rõ ràng không giống nhau đó tuyệt không chỉ là bởi vì lực lượng của phượng hoàng lãnh tụ khôi phục thương thế đơn giản như vậy tựa hồ cả người từ sâu trong huyết mạch liền phát sinh biến hóa hoàn toàn bất đồng giống như tắm lửa trọng sinh chiếm được một lần lột xác hoàn toàn mới mà đẳng cấp thực lực bản thân long khôn tựa hồ cũng bởi vì lần này đột nhiên biến mất mà trở nên càng thêm một tầng dù sao độ kiếp sơ cảnh cùng độ kiếp đỉnh kỳ hoàn toàn chính là hai khái niệm bất đồng ca, à, đừng xem thường hắn tên này hình như không giống trước Bạch Long lão thất bên cạnh đột nhiên mở miệng nhắc nhở một phen, nhưng mà Long ám kiểu căn bản không đem lời của thất muội nhà mình coi là chuyện gì to tát, chỉ hóa thành một đạo tử hắc sắc quang mang, trong nháy mắt vọt tới trước mặt Long Khôn. Con sâu nhỏ, ngươi tựa hồ cho rằng mình có thể làm lại đúng không? Vậy ta tới cảm thụ thực lực của ngươi, mà Long ám kiểu vừa dứt lời, trước tiên biến thành hình thái nhân tộc, mặc dù lúc này hắn vẻn vẹn chỉ là một đạo hồn thể, cung cường độ cự Long hoàn chỉnh chân chính không thể so sánh với nhau, nhưng cũng tuyệt đối không tầm thường độ kép cảnh có thể sánh vai. Chỉ là hắn phát ra cỗ huy áp khủng bố lòng khí chấn động thiên khung kia, cũng đủ chấn nhấp tuyệt đại đa số người. Ầm ầm, nương theo một tiếng long tộc giống giận truyền ra, tốc độ hình thái của ma long nhân ám kiều đang lên tới cực điểm, cơ hồ trong nháy mắt liền bay tới trước mặt long khôn. Nhưng mà lúc này đây, long khôn đã không còn tư thái bối rối như lúc trước, nhàn đình thư bước đi ra vài bước trong hư không, động tác thần pháp vô giật toát ra vẻ thong dong đã mơ hồ có một phần phái đầu cấp tông sư biến hóa như vậy nhìn vào trong mắt lòng lão nhị hắc long không khỏi làm cho hắn trước tiên dẫn tới coi trọng lão lục không cần xem thường đối thủ này hắn thật sự đã trở nên không giống nếu như ta không nhìn lầm hắn hẳn là chiếm được bổn mạng truyền thừa lực của phụng hoàng nhất mạch có lẽ là lời nói của hắc long nhị ca nhà mình càng thêm kích thích đến ma lòng ám kiều dù sao long tộc của hắn thân thể hoàn chỉnh chính là hủy diệt trong tay những người này dưới cơn giận dữ Bên ngoài thân thể Ma Long ám chiều, đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức ám thuộc tính thập phần lạnh lẽo, cường đại vô cùng, trước tiên liền tập trung vị trí khí tức của Long Khôn. Tiếp nhận Long chi lực lượng trừng phạt đi, tiểu trùng. Ma Long ám kiểu nói như vậy, nhưng trong nháy mắt hắn ra tay, lại hoàn toàn không có từ thái như đang nghiền ép một con bọ nhỏ, mà là chân chính toàn lực ứng phó, phảng phất là đem Long Khôn trở thành ống xả khí của mình phát tiết tâm tình phẫn uất trong lòng. Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, phản ứng mà long khôn đưa ra quả thật là làm cho ma long ám kiều trước mặt hoàn toàn kinh ngạc hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới con sâu nhỏ không đáng kể trong mắt mình cư nhiên có thể có một ngày trưởng thành đến mức chống lại mình phượng hoàng lực thiêu đốt đi long khôn giống giận một tiếng lúc này hắn đã triệt để trở thành người nhận truyền thừa chính thống của phượng hoàng nhất tộc bởi vì trong cơ thể hắn chảy rơi chính là máu phượng hoàng chân chính hỏa diễm quang mang khủng bố trong nháy mắt bộc phát đem thân thể long khôn hoàn mỹ bao phủ ở trong đó lúc này hắn lơ lửng giữa không trung kiêu ngạo cường thịnh cỡ nào giống như một tên mặt trời thiêu đốt liệt hòa vô cùng nguyễn mục con vịt con xấu xí kia đã bị từ dưng triệt để cải biến vận mệnh hiện giờ rốt cục tìm được sứ mệnh truyền thừa của mình trở thành một trong những sinh mệnh thể cường đại nhất trong thiên địa trong phút chốc hỏa cầu cực nóng cùng ma long ám kiểu đánh ra đạo long chi khí tức cường mãnh này ở giữa không trung đối chọi cùng một chỗ ầm ầm từng đạo lực lượng kinh khủng chấn động trường không trong nháy mắt quyết tán ra ngay cả phương hư không chiến trường này trong nháy mắt đều lâm vào trong ba động rung động như sụp đổ cả bắc cương vô số lê dân kinh hồn táng đầm. các người thấy chuyện gì đã xảy ra ở đằng kia cỗ lực lượng này lại khủng bố như thế nhìn xem đạo quang mang kia lại làm cho ta nhớ tới phượng hoàng chi lực thủ hộ nhân gian đạo lúc trước chẳng lẽ nói thật sự là phượng hoàng nhất mạch truyền thừa giả xuất hiện sao các vị thần của chúng ta cuối cùng đã đến một lần nữa khi cỗ lực lượng này ở giữa không trung hoàn toàn tiêu tán tứ phương long tộc cực long hồn hoàn toàn bị khiếp sợ bọn họ căn bản không nghĩ tới ngắn ngủi mấy canh giờ qua đi đám phế của lúc trước tiến vào kinh vân cốc dĩ nhiên hoàn thành lột xác giống như thoát thai hoán cốt tuy rằng giờ phút này vẻn vẹn vẻn vẹn, vẹn chỉ có một mình long khôn xuất hiện trên chiến trường nhưng hắn biểu hiện xa cường đại như tắm lửa trọng sinh liền băng đến cho tất cả mọi người ở hiện trường chấn động khó có thể tin ha 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 trường trùng hiện tại ngươi ngược lại tiếp tục cuồng vọng nếu ngươi có bản lĩnh thì cứ giết ta, nếu không trong mắt ta ngươi vĩnh viễn chỉ là một con sâu dài, long tộc bại hoại bị lão đại từ dương ta chém diệt thân thể. Năng lực miệng pháo của Long Khôn đã sớm có vẻ vô cùng nhuần nhuyễn, lúc này đối mặt với ma long ám kiểu, hắn cũng không lưu lại cho đối phương bất kỳ tình cảm nào, một phen lời nói vũ nhục phát ra, thật sự là làm cho ma long ám kiểu này cuồng bạo đến cực điểm. Dù sao long tộc cao ngạo cỡ nào, bị người ta nhục nhã trước mặt tộc nhân mình, ma long tuyệt đối là không thể chịu đựng được trào phúng như vậy. Tiểu tử, ngươi đã chạm vào điểm mấu chốt của ta, hiện tại cho ngươi kiến thức một chút lực lượng chân chính của ma long ta. Trong nháy mắt tiếp theo, ám triều ma long long hồn lần đầu tiên thi triển ra chân long lĩnh vực vô cùng cường đại của mình, phải biết rằng, cự long chân chính cấp bậc như bọn họ, chỉ là dựa ở long hồn phóng thích ra chân long lĩnh vực, cũng tuyệt đối là một hồi kiếp nạn cấp lực lượng bộc phát. Quả nhiên, trong quá trình chân long lĩnh vực bắt đầu hình thành, ma long ám túc là hạch tâm, toàn bộ chiến trường hư không các phương hướng vô số ám năng lượng bắt đầu điên cuồng tiếp tục ngưng tụ mỗi một đạo năng lượng ám ngưng tụ đều sẽ nương theo hư không mãnh liệt cảm giác vạn vợ phát sinh mà vạn vậy như vậy làm cho tất cả quang mang trên hư không chiến trường nhanh chóng trở nên ảm đạm xuống cảnh tượng giống như tận thế của một phái nhanh chóng diễn ra mà long khôn lại trở thành ánh sáng duy nhất trong ánh sáng ảm đạm này thay ngén hy vọng cùng sinh cơ phượng hoàng chi hỏa tùy ý thiêu đốt long côn phát ra một tiếng nghệ minh chấn thiên động địa phảng phất là đem ý chí bất hủ độc thuộc phượng hoàng nhất mạch truyền cho mọi ngóc ngách của không gian này cả bắc cương đều cảm nhận được một tiếng phượng hoàng kêu ẩn chứa linh hồn vang vọng long khôn cũng không có được phượng hoàng lĩnh vực truyền thừa nhưng hắn một thân phượng hoàng chi huyết đã đủ trợ giúp hắn có thể đối mặt với bất kỳ cường giả đỉnh cấp nào trên thế gian coi như là đối phương thì triển ra chân long lĩnh vực thì như thế nào lúc này đây long khôn đã không còn bất kỳ cảm xúc khiếp đảm nào nữa là người nhận truyền thừa phượng hoàng nhất mạch cánh tay phải của từ dương lão đại long khôn xuất ra trạng thái hung mãnh trước nay chưa từng có của mình lại không lùi mặt tiến trong nháy mắt bầu trời chung quanh đều bị bóng tối vô tận thay thế đột nhiên hóa thành một đạo phượng hoàng chi quang rực rỡ lăng không bay lên chủ động hướng về phía hạch tâm chân long lĩnh vực của ám á ma long kia vò tới ta ngược lại muốn nhìn xem phượng hoàng chân hỏa của ta có thể đem ám thuộc tính nguyên tố này luyện hóa thành hư vô hay không trong lời nói của long khôn tràn ngập tự tin cường đại cùng với khí thế cường đại dũng cảm tiến về phía trước chỉ trong nháy mắt đối mặt long khôn đã vọt tới trước mặt ma long hồn thể ám kiệt dùng ánh mắt lạnh như băng kiệt ngược nhìn xuống ma long ám tộc này mà giờ phút này theo chân long lĩnh vực hoàn mỹ tập kết trên bầu trời không ngừng hàng lâm từ hắc vạn trượng cuồng lan thanh âm ầm ầm không ngừng oanh tạc xuống tập trung ở trên thân thể long khôn tiểu tử ta sẽ làm cho ngươi ý thức được chân long lĩnh vực đáng sợ nói đi cũng phải nói lại Long khôn này mặc dù đã chiếm được phượng hoàng truyền thừa hoàn mỹ, có được bất tử trì thân chân chính, nhưng long khôn dù sao kinh nghiệm thực chiến cũng không cách nào so sánh với phượng hoàng nhất tộc cường giả chân chính. Bây giờ hắn giống như một tòa bảo tàng chưa khai thác xong, hắn cần thời gian trải qua cùng hoạn nạn lịch lãm giúp mình trưởng thành hơn nữa. Bởi vậy, hắn còn không có năng lực hoàn mỹ khống chế phượng hoàng chi lực này. Trong nháy mắt đối mặt với uy áp trong lĩnh vực đội hình khủng bố này, long khôn lại lâm vào trạng thái thất thần trong chốc lát nhưng chỉ là trong nháy mắt này sơ hở bại lộ liền làm cho ám ám ma lòng bắt được cơ hội ngàn năm có một trước tiên hướng long khôn phát động tuyệt địa phản kích chân long lĩnh vực cường đại của hắn vô số ám nguyên tố dưới sự tiếp dẫn của linh hồn ám kiểu ma long ngưng tụ ra một đạo chân long đồ đằng vô cùng rực rỡ đồ đằng kia mang theo năng lượng ám thuộc tính luyện hóa toàn bộ hư không hướng long khôn bản thể phóng thích phượng hoàng nhất mạch hỏa sữa vọt tới phải biết rằng nguyên tố ám thuộc tính chính là nguyên vật chất tạo thành hư không coi như là một bộ phận hư không giờ phút này bộc phát ra chân long lĩnh vực đồng nghĩa với việc ngưng tụ ra một đạo lực lượng khủng bố có thể thôn vệ hư không đây đã là năng lực cực hạn mà ám triều ma long trước mắt có khả năng đánh ra chân chính ý nghĩa có thể áp chế độ kiếp đỉnh phong cảnh thế gian tuyệt đỉnh cao thủ một kích trí mạng không hề nghi ngờ nếu lúc này long khôn vẫn là bộ dáng lúc trước hắn thậm chí không cần tiếp xúc với đạo chân long lĩnh vực này ngưng tụ ra đồ đằng ám thuộc tính đã bị manh mông hư không hoàn toàn xé nát nhưng mà giờ phút này Long Khôn lại trở thành đạo quang mang duy nhất trong thiên địa không vĩnh viễn không dập tắt, lực thôn phệ cường đại xé rách từng tất da thịt trên thân thể Long Khôn, hắn đã triệt để cảm thụ được cường đại đến từ chân Long lĩnh vực, nhưng điều này cũng không có nghĩa là hắn nhất định phải cúi đầu xương thần. trước mặt cỗ lực lượng này, thống khổ đã không cách nào chinh phục Long Khôn, chỉ có thể làm cho hắn trở nên cường đại trước nay chưa từng có. theo thời gian từng chút từng chút trôi qua, Long Hồn lực ám thuộc tính cường đại bắt đầu điên cuồng cắn nuốt phượng hoàng hòa diễm đương nhiên chỉ bằng chân long lĩnh vực là không cách nào triệt để chiến thắng phượng hoàng chi lực thế nhưng hán lại có thể thông qua cùng hư không cộng minh đến đem phượng hoàng lực trên người long khôn chuyển rời đến hư không vô tận hắc ám cuối cùng tương đương với biến tướng phân tán lực lượng của long khôn thủ đoạn như vậy thập phần khó giải quyết đối với long khôn không có kinh nghiệm chiến đấu mà nói cũng tràn ngập áp lực khó có thể tưởng tượng được nhưng lúc này đây long khôn lại dùng ý chí cường đại không gì sánh kịp của mình lại một lần nữa chứng minh mình truyền thừa vĩnh viễn không dập tắt ở trên người Long Khôn, được biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, đó là niềm kiêu hãnh chân chính của Phượng Hoàng Nhất Mạch. Trong nháy mắt tiếp theo, hắc ám cự Long Đầu đang vô tận, thật sự đụng vào trên người Long Khôn, làm cho hắn chân chính cảm nhận được cảm giác sau khi tan xương nát thì sắp chết. Ngọn lửa duy nhất trên bầu trời, đi đến tận cùng. Ha ha ha, tiểu trùng vĩnh viễn đều là tiểu trùng, còn kiến hôi đời này cũng không có khả năng đứng ở đỉnh cao thế gian có thể chết trong tay ma long ám kiểu ta coi như là tạo hóa của tiểu tử ngươi phượng hoàng chi lực truyền thừa thì như thế nào cho dù là phượng hoàng lãnh tụ năm đó không giống nhau cũng thần phục dưới chân chúng ta lời này của ma long tương đối có sức mạnh phảng phất năm đó chiến thắng phượng hoàng nhất mạch chính là bản thân hắn bất quá trước mắt như vậy tiêu diệt long khôn cũng đủ để cho hắn vãn hồi tất cả thể diện đã mất trước đó đang lúc tên này chuẩn bị quay đầu lại cùng ba huynh đệ của mình tông bốc một phen đánh một tuyệt cảm giác tồn tại sau lưng kia nguyên bản đã tịch diệt hư không thiêu đốt, lại một lần nữa bốc hơi thiêu đốt. Cái gì, làm sao có thể? Ma Long ám trở hoàn toàn trợn tròn mắt, không dưng gì hắn, cho dù là mấy người khởi xứng cửu long thiên kiếp pháp bên cạnh, cũng đều hoàn toàn bị một màn này làm cho kinh ngạc. Sắc mặt lão nhị hắc long không thể nghi ngờ là khó coi nhất, bởi vì cũng chỉ có năng lượng hắn chính thức lĩnh giáo phượng hoàng nhất mạch, không biết trận chiến năm đó chinh phục phượng hoàng lãnh tụ. Hắc Long lấy thân phận chiến lực chủ lực của đệ nhất thang đội tham dự, đến nay trong đầu hắn còn không ngừng quanh quẩn một màn lực. Lượng khủng bố năm đó Phượng Hoàng lãnh tụ bá tuyệt thiên địa bộc phát, vẫn còn sợ hãi, nhìn thấy Phượng Hoàng chi hỏa bất hù lần nữa thiêu đốt trong bóng tối vô tận, nội tâm hắc long phảng phất như bị châm châm đâm đau trong nháy mắt. Chẳng lẽ, thời khắc đáng sợ năm đó thật sự muốn lặp lại sao? Đây vẻn vẹn chỉ là một câu hắc long tự hỏi, nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại bị hắn một câu thành ý. Hỏa diễm trong bóng đêm không ngừng khuếch tán bành trướng, cuối cùng lại ở trước mắt bao người khôi phục bộ dáng ban đầu, thậm chí so với Long Khôn vừa mới hàng lâm ở hư không chiến trường này một khác, còn cường thịnh hơn vài phần, Phượng Hoàng chi hỏa dục hỏa trọng sinh. Niết bàn chân chính, mỗi một lần đều có thể mang đến cho bản thể có được cỗ lực lượng này mang đến một lần lực lượng tăng phúc, đây chính là nơi huyết mạch Phượng Hoàng nhất tộc đáng sợ nhất. Chẳng những có thể sống lại, vĩnh viễn bất diệt, còn có thể bằng vào phương pháp niết bàn, một lần so với một lần cường đại, ngay cả cường giả thần tộc cũng vĩnh viễn không cách nào đánh giá cực hạn của vượng Hoàng Nhất Mạch. Khi nhìn thấy một Long Khôn hoàn chỉnh cường đại hơn trước, lại một lần nữa xuất hiện, trong lòng ám ám ma long như hầm băng đọa, hắn thậm chí không dám có bất kỳ hành động kinh thị nào nữa đối mặt với người trẻ tuổi trước mặt này. Tiểu tử, xem ra lực lượng vừa rồi của ta vẫn nhẹ đi một chút, ngươi lại một lần nữa làm cho ta cảm thấy kinh ngạc. Nhưng mà lúc này đây, Long Khôn tự hồ đã không còn dễ nói chuyện như trước nữa cũng không có ý định tiếp tục mà người chém giết, tuy rằng bằng vào lực lượng của ám kiểu ma long, cây này cũng không có khả năng đem long khôn xóa diệt, nhưng long khôn với tư cách là phượng hoàng nhất mạch cường giả, tuyệt đối không cho phép uy. Nghiêm độc thuộc về phượng hoàng nhất mạch của mình bị long tộc áp chế. Trường trùng, vừa rồi ta đã để cho ngươi đùa bỡn hết uy phong, hiện tại bắt đầu ta muốn cho ngươi hiểu được cái gì mới là kiêu ngạo của phượng hoàng nhất tộc. Nhất mạch này lắng động mấy vạn năm, cũng đã đến lúc nói cho đại lục này biết ai mới là tồn tại thủ hộ bọn họ năm đó. Sau một khắc, Long Khôn chân chính bộc phát. Mỗi một bộ vị trên thân thể hắn đều bắt đầu thiêu đốt phượng hoàng hỏa diễm chân chính. Khi hắn nổi lên thân ảnh, tập trung khí tức ma long hồn thể ám tộc, ba đạo cự long hồn khác phía sau đồng thời cảm nhận được một cỗ lực lượng chân chính diệt vong cấp hàng lâm. Cỗ khí tức này, cỗ lực lượng này, sao so với vừa rồi cường đại như vậy? Không biết, Lực lượng của Long Khôn tăng lên cũng không chỉ là nguồn gốc duy nhất của niết bàn, theo công kích hắn thừa nhận không ngừng trở nên mạnh mẽ, kinh nghiệm chiến đấu tích lũy của hắn cũng không ngừng trở nên phong phú, càng có thể làm cho hắn hiểu được làm thế nào khống chế cỗ lực lượng khủng bố bá tuyệt thiên địa trong cơ. Thể mà theo hắn đối với cỗ lực lượng này khống chế càng lúc càng thuận tay, biểu hiện ra năng lực thực chiến tự nhiên cũng đang tăng lên thẳng tắp, chuẩn xác bà nói, Long Khôn mỗi lần phát động phản kích, so với lần trước càng thêm cường đại tăng lên như vậy ngay cả long tộc những cự long đỉnh cấp này cũng chưa từng trải qua cảm nhận được long khôn bộc phát ra một được thế công cuồng mãnh không gì sánh kịp ám hậu ma long rốt cục trở nên cao thỏm xuống dù sao hắn bây giờ đã không còn thân thể chân long phần vẹn, vẹn chỉ còn lại hồn thể hắn so sánh với người không chế lực long khôn phượng hoàng ở trạng thái đỉnh phong chân chính trung quy vẫn là một bên chịu thiệt ầm ầm liên tiếp ba đạo phượng hoàng chi quyền khủng bố đánh ra hồn thể của ám ám ma long bị lực lượng khủng bố thiêu đốt hết thiêu đốt kiêu ngạo thuộc về long tộc hắn đã bị một vòng long khôn mới cường thế phản kích hoàn toàn nghiền nát. Bây giờ ngươi cảm thấy thế nào? Ma long ám hậu, ngươi cái con sâu dài này, lúc trước, lão đại ta không có đem ngươi triệt để xóa bỏ là cho ngươi mặt mũi, hiện tại ta tuyệt đối không dễ nói chuyện như lão đại ta, tiếp nhận phán xét đi. Sau một khắc, long khôn đột nhiên bay lên trời, hai tay hợp nhất ở một chỗ, sau lưng đột nhiên một đạo phượng hoàng chi quang thật lớn bay lên trời, phượng hoàng quyền kình khủng bố ngưng tụ trong nắm tay của long khôn, bị hắn hướng về phía hư không ra sức đánh ra. Trong phút chốc, hỏa diễm quyền quang ngưng tụ lực lượng hủy diệt khủng bố nhất của Phượng Hoàng, đánh về phía hồn thể của Ma Long ám kiều. Lục ca cẩn thận, trong nháy mắt nguy hiểm hàng lâm, Bạch Long lão thất cường thế xuất thủ, đột nhiên hướng về phía hư không chiến trường phun ra một đạo long chi khí tức vô cùng ngưng thật. Cũng chính vì đợt tiến công này, Long Khôn mới rốt cuộc phát hiện, Bạch Long lão thất này có được bản mệnh long thuộc tính dĩ nhiên là phong thuộc tính, nói cách khác, đây là một con phong hệ cự long có được tốc độ nhanh nhất trong thiên địa cùng với lực khống chế bản năng của phong thuộc tính nguyên tố quả nhiên theo một đạo long chi căn nguyên phun ra trong nháy mắt long khôn đánh ra hỏa dưỡng quyền này bị trong nháy mắt thổi trở về bắn ngược về phía vị trí của hắn bạch long đối thủ của người là chúng ta ngay trong nháy mắt này có một số long khôn đại não đoàn mạch cũng không thể phản hồi trước tiên dù sao kinh nghiệm thực chiến của hắn thật sự là quá mức thiếu sót một đường đi tới Hắn cơ bản đều là dựa vào từ dương che chở mới có được không ngừng trưởng thành chân chính để cho hắn tự mình động thủ thời điểm rất ít. Làm sao có thể đối mặt với một đạo cự long hồn này phát ra đột nhiên tập kích thời khắc quan trọng ngũ nguyên tố xứ đồng dạng đang ở trạng thái bế quan bên trong kinh vân cốc đột nhiên nổi lên lại là một cỗ lực lượng cường đại đa được phượng hoàng nhất mạch truyền thừa xuất hiện trước mặt đông hồn. Cái gì? Chẳng lẽ ngay cả bọn họ cũng chiếm được truyền thừa lực lượng phượng hoàng nhất mạch? mấy tiểu gia hỏa này đều đã đột phá độ kiếp cảnh làm sao có thể ai có thể tạo ra một kỳ tích trong một thời gian ngắn như vậy ma long ám hộ hoàn toàn trợn tròn mắt nhịn không được kinh hô ra những lời này làm sao hắn biết được phía dưới kinh vân cốc chính là nơi phượng hoàng truyền thừa chân chính mà phượng hoàng từng là đồng nghĩa với cường đại lục này muốn nói thật sự có nhất mạch có thể sáng tạo ra kỳ tích như vậy không thể nghi ngờ chính là lực lượng của phượng hoàng nhất tộc phong chi hống đột nhiên sau khi ngũ nguyên tố sứ gia nhập chiến trường, tiểu tử lôi chấn kia đã đạt được một lần lột xác hoàn toàn mới phong thuộc tính nguyên tố lực, vì bốn đồng đội của mình hàng lâm trạng thái phong thuộc tính vô cùng cường đại gia trì, bao gồm cả phượng hoàng chi lực gia thân long khôn cũng chiếm được loại tăng phúc này. Chẳng qua hỏa diễm lực trên người long khôn quá mức cường đại, dù sao đó cũng là đạo thống hạch tâm thuộc về bản thân huyết mạch phượng hoàng, cơ hồ trong nháy mắt liền đem phong nguyên tố lôi chấn gia trì hoàn toàn luyện hóa thành hư vô. Được thao tác bị động này, quả thật cũng là hạ lui trận nhảy dựng lên. A à, ha ha ha, xem ra ta đoán không sai, tiểu tử này quả nhiên chiếm được truyền thừa huyết mạch Phượng Hoàng, lực lượng của hắn đã không cần bất luận kẻ nào chúng ta trợ giúp, băng lão đại hử lạnh một tiếng. Vậy thì hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta là giải quyết xong phong long kia đi. Theo ngũ nguyên tố sứ tổ hợp xuất hiện, Bạch Long lão thất cũng cùng gia nhập chiến trường, song phương một vòng mới trung cực quyết đấu trận chiến đã dần dần kéo ra, cũng vào giờ khác này lòng lão ngũ chân chính cường đại hướng lão nhị hắc long bên người đánh ra một đạo hồn niệm nhị các ngươi nhìn thế nào những người này tăng lên vượt qua tưởng tượng của chúng ta có nên trước tiên tiến công kinh vân cốc hay không nếu không ta thật sự lo lắng không đợi lòng lão ngũ nói xong hắc long lão nhị bên cạnh liền bất đắc dĩ thở dài ta hiểu ngươi đang lo lắng cái gì nếu thật sự hết thảy như ngươi tưởng tượng cho dù chúng ta hiện tại ra tay cũng đã không còn kịp nữa nội tình của từ dương kia đã từng nhìn thấy qua nếu như hắn thật sự chiếm được một ít truyền thừa đáng sợ khác của phượng hoàng lãnh tụ chỉ sợ cho dù là ta cũng không còn là đối thủ của hắn nữa hiện tại chúng ta duy nhất có thể làm chính là tĩnh quan kỳ biến nếu như sự tình thật sự vượt qua tưởng tượng của chúng ta vậy thì cùng lực lượng của chúng ta liều lĩnh gạt bỏ càng nhiều người càng tốt của bọn họ cho dù giết không chết từ dương kia cùng với long khôn đã được phượng hoàng truyền thừa này xóa bỏ những người khác cũng có giá trị nói tóm lại chính là không thể để cho đám người trẻ từ tiềm ẩn nguy hiểm này tiếp tục sống sót bọn họ chính là uy hiếp lớn nhất trong tương lai của long tộc chúng ta hiểu rồi lòng lão nam chỉ đơn giản phun ra hai chữ không bao giờ hỏi bất cứ nội dung gì khác nữa sắc mặt bình tĩnh tiếp tục quan sát tình huống trong chiến trường mà lúc này năm nguyên tố xứ sau khi hợp nhất cùng một chỗ lực lượng cường đại cùng với sau khi được phượng hoàng lãnh tụ chỉ dẫn thực lực chân chính sinh ra chất biến tăng lên làm cho năm người bọn họ trạng thái hợp lực trở nên dị thường cường đại, thậm chí đã không hề thua kém lĩnh vực chân long mà long lão thất đánh. Ra, lĩnh vực đội hình phong thuộc tính, càng có nhiều tác dụng phụ trợ tự tăng lên, cũng không phải là một loại thủ đoạn sát thương cường đại như thế nào, vốn liếng mà long lão thất tự hào nhất, chính là tốc độ của nớ cùng với sự khống chế hoàn mỹ với lực lượng phong thuộc tính, có thể nói có sự tồn tại của nó, tuyệt đối, là áp chế vô hạn đối với lôi chấn trong quá trình bạch long biến thành hình thái nhân tộc cùng ngũ nguyên tố dưới đan gen đối chiêu bạch long rất nhanh cũng phát hiện ra tác dụng khắc chế trời sinh của mình đối với lôi chấn liền nghĩ ra một loại phương pháp tác chiến thập phần xảo diệu đó chính là trước tiên đem lôi trận trí mạng nhược điểm phá vỡ chỉ để quấy dày năm nguyên tố bọn họ phối hợp với nhau thiên y vô phùng trận pháp thuộc tính rất nhanh phương trầm tác chiến này của nàng liền bị băng lão đại nhìn thấu nhìn băng phong kết giới của ta trong phút trước trong hư không xuất hiện vô số băng thuộc tính phong ấn lực cường độ so với lúc trước tăng lên không chỉ một đẳng cấp phải biết rằng băng lão đại này nguyên bản chính là cường giả đỉnh cấp độ kiếp trung giai mà hiện tại hắn đã vô hạn tiếp cận độ kiếp đỉnh phong chân chính tuy rằng còn chưa có bước ra một bước này nhưng thực lực của băng lão đại đã đủ chứng minh giá trị của mình mắt thế bạch long lão thất cũng gặp phải áp chế ở một mức độ nhất định lòng lão ngũ rốt cục có chức kiềm chế không được long hồn lực vô cùng cường đại của hắc long cũng vào giờ khắc này phẫn nộ rít gào với bầu trời một tiếng trong nháy mắt tiếp theo hắc long cũng một lần nữa biến thành hình người không chút do dự gia nhập chiến trường cũng vào giờ khắc này bộ dung kiếm hoàn thành bế quan cùng với vân thư bay lên trời mà ở sau lưng bọn họ ngay sau đó cùng nhau lao ra đúng là linh Giao vừa mới đem cự thạch kiếm thánh linh hồn chém dệt thành hư vô cũng có thể nói là kiếm khách cường đại nhất trong đương kim đại lục ba người này xuất hiện cho dù là hắc long cũng nhịn không được trước mắt cả kinh lần này phiền toái dĩ nhiên nhảy ra ba đỉnh cấp kiếm tu thật khó chống đỡ hắc long nhịn không được bật mượt lông mày trên thực tế thuộc tính bản mạng của hắc long này cùng tu la lực dị khúc đồng công cũng là đại biểu hoàn chỉnh của thuộc tính công sát cường đại chân chính lực công kích cường đại nguyên bản khắc chế nhất hẳn là loại truyền thừa có lực phòng ngự kinh người này mà đối mặt với người tu hành kiếm đạo đại biểu cho lực sát thương mạnh nhất của nhân tộc ba người linh giao lúc này hắc long không thể nghi ngờ cũng là phải chịu thiệt thòi lớn dù sao hắn không có thân thể long tộc hoàn chỉnh lực phòng ngự cường đại thuộc với huyết mạch long tộc chân chính cũng không thể bị hắn khống chế mà long hồn tuy rằng lực công kích không gì sánh bằng nhưng cường độ chịu đựng của nó cũng là thắng yếu nhất trong bốn đạo luân hồi một khi đối phương đánh ra lực lượng công sát đỉnh cấp nhất rất dễ dàng đem long hồn của hắc long mang đến vĩnh viễn trọng thương đương nhiên những yếu tố này còn xa xa không cách nào cấu thành trình độ làm cho hắc long khiếp đàm cho dù biết rõ đối phương thiên phú dị bẩm thực lực cường đại hắc long cũng tuyệt đối không có khả năng vào lúc này lùi bước không chút do dự dứt khoát gia nhập chiến trường ha 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 không nghĩ tới cùng các ngươi những tiểu trùng này chiến đấu lần thứ hai nhanh như vậy liền lần nữa đánh vậy thì không có gì phải do so dự từ dương đầu ngươi không phải là đại lão của những con bọn này à mong ra ngoài chịu chết lúc này đây ta tuyệt đối sẽ không để ngươi còn sống rời đi Lòng lão ngũ tự hồ cũng vào giờ khắc này trở nên hưng phấn dị thường Hắn đang dùng giọng điệu cùng bạo như thế hướng tử dương phát ra chiến thư lần thứ hai, nhưng mà trong tưởng tượng đáp lại chậm chạp không xuất hiện, thân ảnh tử dương cũng không thể ở trong lúc long lão ngũ, khiêu khích này kịp thời hàng lâm, mà ba đạo cự. Long hồn khác chỗ ở ba phân trường, cũng cùng lúc triển khai trận quyết đấu đỉnh phong này, lực lượng khủng bố cầu hồ truyền khắp toàn bộ chiến trường Bắc Cương. Sau khi Phượng Hoàng lãnh tụ chi quang ngã xuống, Bắc Cương cũng trở thành ba ngàn đạo châu, lại một lần nữa vạn người chú ý tiêu điểm. Mà cùng lúc đó, căn cơ của từ dương nhất mạch thiên vân tông cũng sớm xuất phát đội hình liên minh do hai đại nữ thần vô song và nữ địa cầm đầu đã bắt đầu hướng khu vực bắc cương hỏa tốc chạy tới tất cả mọi người đều biết nước này đây chỉ sợ chiến trường bắc cương thật sự xảy ra chuyện lớn ầm ầm ba đại phân chiến trường ngũ nguyên tố xứ khu vực trước tiên sinh ra sóng to lớn bạch long kia tốc độ vô cùng nhanh sau khi bị nàng phân chia một trận này ngũ nguyên tố sử dụng ít nhiều đều tự mình bị thương cho dù thực lực cá nhân bọn họ đều được tăng lên rất nhiều, một khi bị bạch long tướng tổ hợp trận hình cắt giải rác, sức chiến đấu tổng hợp của bọn họ cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Ít nhất ở trước mặt bạch long lão thất này, căn bản không có khả năng chiếm được bất kỳ tiện nghi nào, chỉ có nghĩ biện pháp ngưng tụ toàn bộ lực lượng của năm người làm một thể mới có thể phát huy ra thực lực chân chính của bọn họ. Ha ha ha! Sâu kiến vĩnh viễn đều là sâu kiến, ở trước mặt ta, các ngươi chỉ có thể quỳ gối. Bạch Long lão thất đột nhiên phát ra một tiếng giống giận vô cùng cường đại, lực lượng chiến long hồn ở chung quanh thân thể nàng cuốn ra một đạo phong thuộc tính vòng xoáy vô cùng cường thế, chỗ đi qua là làm cho chiến trường phía dưới Bắc Cương biến thành một mảnh nhân gian luyện ngục. Lực lượng phong thuộc tính cuồng bạo ngưng tụ cùng một chỗ, cơ hồ đối với tất cả sinh mệnh lực chung quanh tạo thành đả kích phá hủy khó tưởng tượng. Một ít sinh mệnh nhỏ yếu đều khó thoát khỏi sự tập kết của cỗ lực thôn phệ cường đại này, toàn bộ đều tập trung ở hạch tâm phong lãng xoáy cấp hủy diệt này, lực lượng ngưng tụ mà đến tất cả đều bị bạch long lão thất lợi dụng đồng thời tập trung vị trí ngũ nguyên tố xứ hướng bọn họ ác chế tới xuất ra thực lực mạnh nhất của các ngươi cho ta xem tốt nhất không nên có bất kỳ lưu thủ nào nếu không các ngươi sẽ mang theo tức mới rời khỏi thế giới này bạch long lão thất hà đương cuồng vọng nhưng nàng đích xác cũng có tư cách cuồng vọng phong thuộc tính nguyên tố cũng không có mười phần lực sát thương thường thường loại truyền thường nguyên tố đơn nhất này cho dù là long tộc cũng không nhất định cường đại cỡ nào nhưng lúc này đây bạch long lão thất lại bằng vào năng lực của mình triệt để lật đổ một loại thuyết pháp như vậy vòng xoáy phong thuộc tính khủng bố sau khi phối hợp với phong trì chân long lĩnh vực độc đáo của bạch long bộc phát ra hiệu quả áp chế khó có thể tưởng tượng Bằng lão đại lần này nguy hiểm rồi chân long lĩnh vực của bạch long quá mức cường đại căn bản không phải chúng ta có thể đánh vỡ mà hiện tại khí tức của chúng ta đều bị tập trung muốn thoát khỏi công kích cũng là khó khăn hiện tại chúng ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ sắc mặt băng lão đại cũng ngưng trọng đến cực điểm vốn dĩ ta muốn bỏ kế sách này lại xem ra bây giờ con bạch long này sông lên dốc toàn lực đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta nếu đã như vậy chúng ta cần gì phải giữ lại nữa chiến thôi nào